Collagen là gì? Collagen có những công dụng gì? Nên bổ sung collagen tự nhiên hay uống thực phẩm chức năng collagen? Tất cả những băn khoăn này sẽ được Hoa Beauty giải đáp thật cụ thể cho video ngày hôm nay. Mời các chị cùng đón xem video ạ. Về cái chủ đề collagen thì em đã trao đổi rất là nhiều. Định nghĩa về collagen thì em cũng nói rất nhiều trong những cái kênh như là Hoa Beauty này, review làm đẹp này. Em thấy bên cạnh những chị mà đã hiểu về bản chất collagen ý, thì vẫn có những chị đang rất là băn khoăn và không hiểu collagen nó là gì và tại sao nó lại được sử dụng làm những cái dạng thực phẩm chức năng để làm đẹp da hoặc là để chăm sóc cho da. Chính vì thế cho nên là trong video ngày hôm nay thì em sẽ đi định nghĩa lại về bản chất của collagen cũng như là về công dụng của collagen. Xem là collagen nó có tác dụng được thần thánh hóa hay là nó có đúng cái hiệu quả thực tế như là ở trên những cái trang Google này hay là trên YouTube này hoặc là những cái tài liệu y học họ nói hay không. Collagen thực ra bản chất của nó là một cái dạng protein và nó tồn tại sẵn có ở trong cơ thể của chúng ta. Nó ở trong tất cả các bộ phận, có cả ở da này, ở gân này, cơ xương khớp này, mạch máu này. Nói chung là có cả trong tất cả các bộ phận chứ không phải là riêng với da. Cơ thể của chúng ta thì có thể tự sinh ra collagen. Nhưng mà collagen nó sẽ giảm dần theo thời gian do cái sự lão hóa đến từ bên trong của cơ thể. Vậy thì collagen nó có nhiều ở đâu ạ? Collagen nó có cả ở trong động vật và trong thực vật. Nhưng mà theo như tài liệu khoa học thì collagen ở trong động vật nó sẽ tốt và hiệu quả hơn là collagen trong thực vật. Bản chất của collagen nó được cấu tạo thành những cái sợi rất là to và nó có nhiệm vụ là liên kết tất cả những cái mô, những cái tế bào trong cơ thể lại với nhau. Đối với da thì nó nâng đỡ da, nó giúp cho da của chúng ta được săn chắc, không bị trùng nhão, không bị chảy xệ. Nó gần như là một cái giá để mà nâng đỡ cho da, phòng chống lại cái sự thoái hóa và lão hóa của da. Nó giúp liên kết các xương các khớp và nếu như mà thiếu collagen ý, thì các khớp tay khớp chân của chúng ta sẽ bị khô, bị cứng, dẫn đến là bị thoái hóa xương khớp này, khô khớp này. Cho nên là khi mà mọi người đi lại thì nó sẽ có tiếng động, nó sẽ bị có tiếng động lạo xạo ở trong các đầu khớp. Khi mà mọi người thấy những cái tiếng động như vậy thì chứng tỏ mọi người đang bị thiếu collagen. Và cái tình trạng thiếu collagen dẫn đến viêm khớp thì em thấy rất nhiều người từ trên 30 trên 40 bị trường hợp đó chứ không phải là những người già mới bị đâu ạ. Khi mà chúng ta ngoài 20 tuổi, mà nó chính xác hơn là độ tuổi 25 trở đi thì cơ thể chúng ta sẽ giảm sản xuất collagen và khi đó cái sợi collagen sẽ bị lỏng lẻo dần, khiến cho da này và rất nhiều những cái bộ phận khác trong cơ thể bị lão hóa kéo theo. Vậy thì lúc này chúng ta phải nhanh chóng bổ sung collagen. Bổ sung collagen sẽ có hai cách. Một là bổ sung collagen tự nhiên bằng đường ăn. Hai là uống thực phẩm chức năng collagen. Cái mẫu collagen tự nhiên như là da này hoặc là sụn của heo, của bò và các loại nước uống collagen này hoặc là viên uống collagen. Tất cả những cái sản phẩm này thì nó đều là dòng thực phẩm chức năng có chứa collagen. Thì sau đây em sẽ đi phân tích về hai cái cách bổ sung này xem cách nào mới thực sự là hiệu quả. Collagen ở dạng tự nhiên như là ở trong những cái da động vật ý, sợi của nó nguyên bản rất là to, thậm chí là nó có chứa nhiều mỡ, nhiều chất béo. Nếu như mà các chị bổ sung thấp nhất ý, thì chúng ta cũng phải bổ sung một ngày là 2.500 mg. Vậy thì các chị có biết là ăn bao nhiêu kg da gà này, da bò này hay là gân bò thì mới cung cấp đủ 2.500 mg không ạ? Ăn ít quá thì sợ không đủ collagen mà ăn nhiều quá thì hấp thụ thêm nhiều dầu mỡ. Nếu như mà các chị cứ ăn kéo dài 2 tuần liên tiếp sụn này, rồi gân bò này hay da gà này, các loại da đấy thì chắc chắn là sẽ bị lên cân. Đương nhiên là cái điều đấy cũng không ai muốn và lên cân thì cũng sẽ không tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Hơn nữa ở dạng da tự nhiên ấy, cái sợi của collagen nguyên bản nó rất là to. Chính vì vậy cho nên là khi mà vào trong dạ dày ấy, thì nó sẽ phải trải qua một quá trình nghiền nát rồi phân tách rất là phức tạp, rất là lâu. Sẽ chẳng hấp thụ được nhiều. Cái chất mà cần hấp thụ collagen thì nó chẳng hấp thụ được mà lại toàn hấp thụ dầu mỡ thì chắc chắn là chị em chúng ta đều không muốn điều đó đúng không ạ? Hay nói đúng hơn là cách bổ sung đó nó không được khoa học. Còn bổ sung collagen bằng viên uống collagen như thế này này hay là các loại nước uống có chứa collagen
thì nó là một cách bổ sung được chứng minh là cực kỳ hiệu quả và khoa học. Nói hơi quá thì em cũng đã phải uống collagen phải đến 10 năm nay rồi. Và em nhận được rất là nhiều những cái tác dụng tích cực từ collagen. Tác dụng đó nó thể hiện ở trên da này, trên tóc này, trên xương khớp này. Thực tế thì thực phẩm chức năng nó được chứng minh là rất là tốt cho da này, tốt cho xương khớp này, tốt cho sức khỏe này. Nó làm đẹp da rõ ràng. Tức là khi uống collagen thì các chị sẽ thấy da được căng hơn này, mịn hơn này, nếp nhăn giảm đi này. Nếu như mà chị nào mà da bị lão hóa nhiều, bị sần, bị khô đấy, thì uống collagen sẽ thấy da căng mịn, bóng đẹp. Và nếu như mà có nám thì nó sẽ hỗ trợ trong cái việc điều trị nám, điều trị tàn nhang, tái tạo da, giúp trẻ hóa làm đẹp da. Nhưng mà không phải cái sản phẩm collagen nào cũng tốt, cũng hiệu quả đâu ạ. Nó tùy từng sản phẩm thôi các chị nhé, tùy từng thương hiệu thôi. Nói cũng không phải hơi quá, nhưng mà thực sự trong 10 năm uống collagen và hiện tại cho đến bây giờ em đã trải qua không ít các sản phẩm collagen, phải trên dưới 100 loại collagen rồi. Nhưng mà em cũng chỉ đúc rút cho mình, em cũng chỉ gắn bó với một số sản phẩm thôi ạ. Những cái sản phẩm đây em thấy thực sự là nó hiệu quả, nó hợp với em, nó hợp với điều kiện kinh tế của em thì em mới theo lâu dài. Chính vì thế cho nên khi mà muốn bổ sung collagen đấy thì các chị phải tìm hiểu kỹ những cái dòng collagen mà mình định dùng. Nếu như mà muốn chọn được một dòng collagen thì các chị đừng bỏ qua 5 tiêu chuẩn ở dưới đây. Nhớ là 5 tiêu chuẩn chắc chắn là sẽ phải thuộc lòng nhé. Tiêu chuẩn đầu tiên là về nguồn gốc của collagen. Khi mà chọn một cái sản phẩm collagen, các chị phải chú ý đầu tiên đến cái điểm này. Collagen mà các chị định chọn ấy, nó không quan trọng là bò, heo, gà, cá hay là cừu, nhưng mà phải là collagen peptide, hay nói đúng hơn là collagen thủy phân. Nó còn có một cái tên khác ấy, là hydrolyzed collagen. Một số sản phẩm thì họ có ghi rõ là collagen peptide, có cái chữ peptide rõ ràng. Còn hầu như trong các sản phẩm collagen bây giờ ấy, thì đều có chữ hydrolyzed collagen. Nếu không có cái chữ này thì các chị đừng có mua nhé. Bởi vì là collagen thủy phân thì nó sẽ dễ hấp thụ vì cái sợi phân tử của nó nhỏ. Tiêu chuẩn thứ hai là hàm lượng collagen nó sẽ phải đạt từ 2500mg trở lên. Ví dụ như trong cái sản phẩm này này, với cái sản phẩm collagen của Naturway nó sẽ là 2,5g, tức là 2500mg. Yếu tố thứ ba là các thành phần kèm theo. Có thêm được kèm theo những cái thành phần này thì rất là tốt. Ví dụ như là lựu đỏ này, nho này, nụ tầm xuân này, hay là trà xanh, hay là việt quất, hoặc là HA, tức là hyaluronic acid, hoặc là ceramide. Bởi vì những cái chất đấy thì nó sẽ làm tăng tính năng chống oxy hóa và tăng thêm cái hiệu quả cho sản phẩm. Ví dụ như trong cái em Naturway này thì nó có 1000mg tinh chất hạt nho này và vitamin E. Còn nó không có thì cũng không sao cả. Nhưng mà đương nhiên khi mà có thêm những chất này thì nó sẽ có lợi hơn. Và đối với những cái sản phẩm có thêm những cái chất này thì thường thường giá thành nó sẽ đắt hơn những cái dòng collagen cơ bản. Chẳng hạn như là cái em NeoCell này, dòng viên này, nó sẽ không có thêm những thành phần đó. Nó chỉ có collagen thủy phân từ bò thôi. Nhưng mà nó lại có biotin, tức là vitamin B7 đấy ạ. Và bản thân em ý, hay là bất kỳ một chuyên gia nào cũng thế thì đều khuyến khích mọi người nếu có điều kiện thì nên sử dụng collagen dạng nước. Bởi vì bản chất collagen dạng nước thì nó sẽ dễ hấp thụ hơn là dạng viên. Collagen dạng nước thì không nên có đường, hoặc là cái hàm lượng đường nó sẽ phải cực kỳ thấp để tránh việc gây tăng cân và không được có thêm chất bảo quản. Còn nếu không thì các chị có thể chọn sang những cái dạng viên như là NeoCell này, 360 viên biotin này, hoặc là NeoCell dạng bột cũng rất là tốt, không có thêm nhiều thành phần như những cái sản phẩm này thôi ạ. Dạ vâng, vừa rồi thì em đã chia sẻ cho các chị rất là kỹ về collagen và các chị cũng thấy được cái tầm quan trọng của collagen đối với da và với xương khớp như thế nào rồi đúng không ạ? Thị trường collagen rất là hot nên rất là nhiều hàng giả. Vì thế cho nên là khi mua hàng các chị phải tìm hiểu rất là kỹ, kỹ về cái sản phẩm mà các chị định dùng, định gắn bó lâu dài, và tìm hiểu kỹ về nơi mà các chị định mua hàng, tìm hiểu về người bán hàng ấy, xem là ở chỗ đấy là có uy tín hay không. Bởi vì mua phải hàng giả thì rất là nguy hiểm, vừa tốn tiền lại vừa ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu như mà tìm mua đúng thương hiệu tốt này, đúng hàng chuẩn này, thì các chị cứ yên tâm, kiên trì dùng sau 2 tháng thì chắc chắn da của các chị sẽ thay đổi rất là nhiều. Và các chị nhớ là uống collagen thì sẽ phải uống duy trì quanh năm. Bởi vì là việc uống collagen nó sẽ là thường xuyên, chứ nó không phải là mang tính chất định kỳ hay là theo liệu trình đâu ạ. Khi uống collagen thì nhớ bổ sung thêm vitamin C để tăng thêm cái hiệu quả cho việc uống collagen nhé. Nó là một cái chất xúc tác giúp cho cơ thể tổng hợp và dung nạp collagen. Cuối cùng thì em xin chúc các chị luôn được xinh đẹp này, luôn được khỏe mạnh này, và tìm cho mình là một cái sản phẩm collagen chính hãng để gắn bó lâu dài.
Nếu các chị cần tư vấn về các sản phẩm collagen chính hãng thì có thể liên hệ bên em qua số điện thoại 0985 229900. Bên em có cả Zalo và Facebook hỗ trợ theo số điện thoại trên ạ. Website của bên em là hoabeauty.vn. Khi mua hàng Hoa Beauty thì các chị được bảo hành đầy đủ và hàng bên em cam kết là hàng chuẩn, hàng chính hãng 100%. Yêu thích em thì các chị đừng quên ấn cho em một like video và một theo dõi kênh của bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.